Này Ten Hag, thời gian của ông tại nhà hát đỏ đã hết. Vâng, đó chính xác là những gì mà các cổ động viên Manchester United rỉ tai nhau trong những ngày vừa qua. Đây là một lời yêu cầu, song cũng có thể xem nó chính là một lời cầu xin mà các Manusian đã gửi gắm đến thượng tầng của câu lạc bộ. Quả thực là chưa bao giờ vị thế của Manchester United lại tồi tệ như lúc này, và người chịu trách nhiệm chính cho những việc đáng quên vừa qua chính là huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag. Còn nhớ những ngày đầu đến Old Trafford, chiến lược gia người Hà Lan đã có những chia sẻ như một lời tuyên thệ về sự trở lại của bầy quỷ. Nhưng đến nay thì mọi thứ đơn giản chỉ là sự thất vọng. Huấn luyện viên 54 tuổi đã không còn thời gian, thậm chí nhiều nguồn tin tại châu Âu đã dò dỉ rằng thượng tầng quỷ đỏ đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm chiến lược gia mới cho đội bóng ngay trong mùa hè. Dựa vào tình hình hiện tại, Xavi Hernandez, người vừa bị chủ tịch Juan Laporta chạm, hiện lên là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Nhưng bóng đá thì không phải là câu chuyện cảm tính. Xavi có thể nổi tiếng, có thể dẫn dắt Barca đoạt La Liga, nhưng việc có phù hợp với Manchester United hay không thì còn cần phải xem lại. Có thể nói, Erik ten Hag lúc này đang lâm nguy thật sự. Chiến lược gia người Hà Lan đã gặp rất nhiều khó khăn tại Manchester United mùa này, mặc dù đã có một mùa giải ra mắt ấn tượng. Mùa 22-23, ten Hag đã dẫn dắt Manchester United giành vé dự Champions League, đồng thời vô địch League Cup. Nhưng mùa này thì lại là một câu chuyện khác khi Man United có nguy cơ trắng tay và không được giữ cúp châu Âu. Hy vọng duy nhất của Quỷ Đỏ là ở trận chung kết FA Cup với đối thủ là đội bóng cùng thành phố Man City. Phong độ gần đây của Manchester United đặc biệt đáng lo ngại đối với những người ủng hộ. Đội bóng của Ten Hag chỉ thắng được 3 trong số 10 trận gần nhất, thậm chí là với sự phẫn nộ từ người hâm mộ như lúc này. Dù Ten Hag có đoạt được FA Cup đi chăng nữa, cũng khó lòng đảm bảo chiếc ghế của ông tại nhà hát đỏ. Vài tuần trước, thuyền trưởng của Manchester United còn mạnh miệng tuyên bố rằng những người muốn sa thải ông là những kẻ không hiểu về bóng đá. Câu nói đó của Ten Hag chẳng khác nào một lời tuyên chiến mà ông gửi đến phần đông các Manusian đang ngán ngẩm với cái triết lý đầy bế tắc của mình. Bầu không khí u ám bao trùm nhà hát đỏ đã khiến tương lai của Ten Hag trở nên mờ mịt. Các báo cáo cho thấy Sir Jim Ratcliffe đang tính tới phương án thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Thomas Tuchel, Gareth Southgate và Graham Potter đều đã được liên hệ để thay Ten Hag. Và mới đây nhất, Xavi Hernandez cũng đã được thêm vào bảng danh sách ứng viên cho chiếc ghế nóng sau khi bị Barca sa thải. Trong số những ứng viên vừa nêu, dễ dàng nhận thấy Xavi Hernandez là cái tên dễ lấy được thiện cảm của người hâm mộ nhất. Bởi dù sao thì ông cũng là một huyền thoại của bóng đá thế giới, cũng từng giúp Barca giành danh hiệu. Và trên hết là ông có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng lớn, chứ không phải là giống Ten Hag đang bị gắn cái mác là chỉ thành công với những đội bóng tầm trung. Nếu có ai còn lấn cấn về câu chuyện Xavi bị sa thải thì nên nhớ rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha khăn gói rời Barca không phải là vì chuyên môn yếu kém mà là vì những phát biểu chỉ trích giới thượng tầng đội bóng của mình. Xavi là một huấn luyện viên cá tính, những lời phát biểu của ông tại Barca đã chứng minh điều đó. Trùng hợp thay, cá tính lại là thứ mà Manchester United đang thiếu. Một yếu tố nữa khiến Xavi trở nên phù hợp với bầy quỷ nằm ở việc anh là một trong những huyền thoại xuất sắc nhất bóng đá thế giới. Với vị thế ấy, khi dẫn dắt một câu lạc bộ nhiều sao như là Manchester United, tiếng nói của Xavi trong phòng thay đồ sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều so với Ten Hag. Cuối cùng phải đề cập đến việc các huấn luyện viên Tây Ban Nha, đặc biệt là những người Tây Ban Nha từng chơi ở vị trí tiền vệ, đang cực kỳ được ưa chuộng tại châu Âu lúc này. Ta có thể kể đến Pep Guardiola, Mikel Arteta hay một người đang nổi như cồn trong thời gian gần đây là huấn luyện viên Xabi Alonso. Nhìn sơ qua thì Xavi rõ ràng đang là mảnh ghép quá vừa vặn để thay thế Erik ten Hag cầm quân ở nhà hát đỏ. Song, nếu để chiêu mộ một vị tướng giỏi mà chỉ cần những yếu tố đơn giản như vậy thì còn gì là bóng đá nữa? Khi soi xét một cách kỹ càng, Xavi và Manchester United vẫn còn rào cản nhất định để đến được với nhau. Đầu tiên cần phải nói về độ tuổi của Xavi. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha tính đến nay chỉ mới có 44 tuổi. Đây là độ tuổi để một huấn luyện viên bắt đầu xây dựng những viên gạch đầu tiên cho đội bóng, chứ không phải là để tiếp quản một mớ hỗn độn tại Man United như lúc này. Điển hình là trường hợp của Mikel Arteta, ông cần ít nhất là 2 năm để định hình nên kỹ chiến thuật của câu lạc bộ Arsenal để giúp nó phù hợp với phong cách huấn luyện của mình. Còn như tình hình của Manchester United hiện tại, họ đã mất 2 năm để phục vụ yêu cầu của Ten Hag. Giờ nếu Xavi tới, rất khó để thượng tầng đội bóng tiếp tục đồng ý chi tiền để ông xây dựng nên một lực lượng mới. Xavi cũng không phải là một người quá giỏi trong việc liệu cơm gắp mắm, nên nhớ khi đến Barca, ông đã tiễn đi rất nhiều hảo thủ và đôn những cầu thủ trẻ phù hợp với chiến thuật của mình lên đội hình chính. Tiếp quản một tập thể từng được Ten Hag chủ trương Hà Lan hóa như hiện tại, rất khó để Xavi xây dựng được triết lý phù hợp với mình. Thứ hai, cần nói đến việc thích nghi.
Xavi chưa bao giờ có kinh nghiệm tại một đấu trường khắc nghiệt như là Premier League. Ông từng dẫn dắt ở châu Á, từng dẫn dắt ở La Liga, hai môi trường bóng đá ấy khác biệt hoàn toàn với Premier League. Lối đá kiểm soát đa lát bóng ngắn từ sân nhà lên mà ông đang xây dựng cho Barca rất có thể sẽ phá sản nhanh chóng nếu áp dụng nó vào tập thể Manchester United hiện tại. Man United không có đủ nhân sự để chơi thứ bóng đá đòi hỏi di chuyển và truyền liên tục như vậy, và họ cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm chơi thứ bóng đá kiểu của Xavi đang theo đuổi. Nhìn nhận một cách khách quan, đối thủ lớn nhất của Xavi ở La Liga có lẽ chỉ có mỗi Carlo Ancelotti và Simeone là người đáng gờm nhất. Còn khi chuyển tới Premier League, nhất là khi dẫn dắt một đội bóng trong nhóm Big Six như là Quỷ Đỏ thành Manchester, chắc chắn ông sẽ phải đương đầu với nhiều đối thủ đáng gờm hơn như là Pep Guardiola, Unai Emery, Mikel Arteta và hàng tá những chiến lược gia đã quá sành sỏi trong cuộc chơi khắc nghiệt tại Premier League. Ngay cả một người như là Ten Hag cũng còn phải ngợp trong những ngày đầu chuyển đến ngoại hạng Anh. Vì thế nếu Xavi tới đây, ông sẽ cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với bầu không khí khắc nghiệt của giải đấu này. Đó là nguyên nhân đến từ phía của Xavi, còn về phía của Man United, họ vẫn còn lý do để giữ Ten Hag lại, ít nhất là thêm một mùa giải nữa. Nên nhớ, khác biệt lớn nhất giữa mùa này và mùa giải thành công trước của Ten Hag nằm ở câu chuyện chấn thương. Manchester United đang lập kỷ lục buồn với 68 trường hợp riêng biệt phải nghỉ thi đấu do chấn thương hoặc ốm, với tổng cộng hơn 1.300 ngày vắng mặt. Hàng thủ bị ảnh hưởng nặng nhất, buộc Ten Hag phải sử dụng tới 13 cách phối hợp trung vệ khác nhau, bao gồm cả việc kéo Casemiro xuống trong vài trận đấu gần đây. Lisandro Martinez chỉ chơi 11 trận, còn Luke Shaw chơi 15 trận. Thậm chí hai cầu thủ này chỉ đá cùng với nhau có 5 trận. Điều này có nghĩa là Manchester United mất nửa trái hàng thủ tốt nhất trong phần lớn mùa giải. Mùa trước, Quỷ Đỏ là một trong 4 đội phòng ngự tốt nhất bên cạnh Man City, Arsenal và Newcastle. Điều đó cho thấy nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng mùa này có thể là vấn đề nhân sự nhiều hơn là chiến thuật. Khi đến từ Ajax cách đây 2 năm, Ten Hag đã phải nắm một đội bóng vừa về thứ 6 ngoại hạng Anh, một vòng thay đồ rối loạn, đầy cái tôi và thiếu kỷ luật. Huấn luyện viên người Hà Lan đã phải giải quyết nhiều vấn đề bên ngoài sân cỏ liên quan đến Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford và Anthony. Ông cũng phải thích ứng với sự bất ổn liên quan đến quyền sở hữu kết thúc bằng việc Sir Jim Ratcliffe chỉ mua cổ phần thiểu số. Những lý do đó có thể giúp Ten Hag nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ. Thời gian 2 năm vẫn chưa đủ để giúp chiến lược gia người Hà Lan định hình nên một triết lý mới tại Old Trafford, nhất là trong bối cảnh tiền nong đang bị thắt chặt gần đây. Chẳng ai dám đảm bảo là mang Xavi về thì Manchester United sẽ có kết quả khả quan hơn. Cúp Liên đoàn, vị trí thứ 3 Premier League và suất đá chung kết FA Cup, Ten Hag đã làm quá tốt so với những đồng nghiệp tiền nhiệm của mình. Có chăng mùa giải năm nay, những điều tồi tệ liên tục ập đến Manchester United khiến người ta khắt khe hơn với chiến lược gia này. Song nếu mang Xavi về Old Trafford trong mùa hè, mọi thứ cũng chưa chắc có thể được giải quyết. Manchester United lại rối ren hơn, lại lục đục nội bộ nhiều hơn. Như vậy có thể thấy lựa chọn tin dùng Ten Hag ít nhất là thêm một mùa giải nữa vẫn là lựa chọn tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại.